test cây chắc bách diệp các bạn. Chạc 75 ha. Bữa nay sẽ test 5 cái nắp C2 các bạn. Rất là may mắn nha các bạn. Rất là may mắn ha. Cái chắc bách diệp, cây này mình không có sơn các bạn, mình để mọc luôn ha, cho nó thơm các bạn. Cái gỗ này rất là thơm, cầm vô rất thơm tay các bạn. Cái này là hai cái cây nó xoắn lại với nhau các bạn. Do cái thân cây nó xoắn lại với nhau cho nên mình khoan mấy cái lỗ, mình nêm cái cây vô các bạn. Nêm cái cây vô cho nó cứng ha. Đó. Rất là ok ha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.